Hi, xin chào mọi người, lại là Vinh đây. Trong chuyên mục Đất đẹp Long Thành ngày hôm nay thì Vinh sẽ giới thiệu cho mọi người một mảnh đất rất là nóng hổi mà Vinh vừa nhận ký gửi. Đây có thể xem là một trong những video đầu năm trong năm 2022 của Vinh. Thì khoảng thời gian qua thì Vinh khá là bận rộn trong dịp cuối năm 2021. Thì trong video đầu tiên này thì cũng là gửi đến mọi người những lời chúc sức khỏe và mong mọi người cho một năm mới bình an, hạnh phúc. Thì đây là một mảnh đất mà Vinh vừa đang trên tay đây, rất là nóng hổi nha. Thì mảnh đất này sẽ thuộc vị trí là địa phận của thị trấn Long Thành. Thì trước đây nếu mà mọi người theo dõi video clip của Vinh thường xuyên thì sẽ thấy Vinh hay thường nhận ký gửi ở các khu vực xã xung quanh thị trấn. Nhưng đây là một trong những mảnh đầu tiên mà Vinh nhận ký gửi cho thị trấn. Vì mảnh đất có một địa thế rất là đẹp. Và Vinh sẽ để cái sổ trên màn hình cho mọi người xem. Rồi, trong năm 2022 này thì Vinh và đội ngũ công ty Đại Điền Hưng đã vừa đầu tư thêm một cái công cụ mới để giúp cho các cô chú anh chị khách hàng khi mà đến với Long Thành thì mình có thể xem những cái bản đồ quy hoạch một cách dễ dàng hơn. Thì sau đây là em nó. Ta-da! Đây, hiện tại đây là màn hình 57 inch mà Vinh sẽ tư vấn cho cô chú anh chị mình. Thì trên màn hình hiện tại đang là bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 mới nhất của huyện Long Thành. Và cô chú lưu ý giúp giùm Vinh là mới nhất nha. Hiện tại trên tất cả những cái app như là thông tin land quy hoạch Đồng Nai, Đồng Nai List hay là những cái app tương tự Remax chẳng hạn thì đều không phải là bản đồ mới nhất của Long Thành. Cho nên là cô chú anh chị nào mình quan tâm đầu tư hoặc mua bán đất đai ở khu vực Long Thành thì có thể ghé văn phòng của Vinh để nhận được tư vấn một cách chính xác nhất. Thì bây giờ thì Vinh sẽ mở cho mọi người xem là cái vị trí của mảnh đất 602m² ở bên trong thị trấn này thì nó đang nằm ở đâu nhé. Rồi, đây là bản đồ quy hoạch của huyện Long Thành. Thì ngay vị trí lõi trung tâm ô chữ nhật thật là lớn, đây chính là vị trí đất sẽ quy hoạch xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Thì nếu cô chú anh chị mình di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thì mình sẽ đi theo hướng cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đi như thế này. Đây, và mình sẽ đụng với lại nút giao của cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với quốc lộ 51. Còn nếu mình đi từ hướng Biên Hòa Bình Dương thì mình sẽ đi ở phía bắc, mình đi theo trục quốc lộ 51 xuống Long Thành. Rồi, thì như trên màn hình đây cô chú anh chị mà khi mà mình nhìn vào mình sẽ thấy là nó có một cái hình tương tự giống như là một cái hình chiếc lá như thế này. Thì đây chính là địa phận ranh giới đất của thị trấn Long Thành. Rồi, cô chú mình lưu ý nha là nếu mà đất ở thị trấn Long Thành á thì nó sẽ được quy hoạch là màu hồng đậm ODT, tức là đất ở đô thị. Còn đất của khu vực ấp 2, ấp 3 của xã An Phước liền kề với thị trấn thì sẽ là màu hồng nhạt là ONT, tức là đất ở nông thôn. Rồi thì cái mảnh đất mà Vinh hôm nay đang nhận ký gửi thì nó sẽ di chuyển từ trục đường Lê Duẩn. Đây, như thế này. Từ trục đường Lê Duẩn. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ rẽ bên tay phải theo hướng đường Phạm Văn Đồng. Đó. Và đường Phạm Văn Đồng này đi về khu cầu Xéo thì mình sẽ có một cái ngõ bên tay phải là một sẹt của đường Lê Duẩn, mình rẽ vào thì vị trí của mảnh đất chính xác là thuộc vị trí này. Đây. Đây là đất của thị trấn Long Thành, có tổng diện tích là 602m² và đất có hai mặt tiền, đường trước đất và đường sau đất. Xung quanh đất là khu dân cư hiện hữu lâu năm của thị trấn Long Thành. Và bây giờ thì sau khi mà mình đã xem quy hoạch chi tiết và tổng thể rồi, mình đã biết là nó nằm ở bên trong thị trấn, đất an toàn rồi. Thì bây giờ thì mọi người hãy cùng Vinh lên xe để mình đi xem thực tế mảnh đất này hiện trạng như thế nào, dân cư xung quanh như thế nào và có đáng đầu tư hay không nhé. Chúng ta đi thôi.
Hi, xin chào mọi người. Hiện tại thì Vinh vừa mới xuống tới mảnh đất 602m2 mà Vinh vừa mới giới thiệu cho mọi người. Thì ngay sau lưng của mình là vị trí thực tế của mảnh đất đây. Thì mọi người có thể thấy là mảnh đất này đã được chủ đất người ta làm hàng rào bao quanh đất để mà giữ vững cái ranh giới đất rồi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Vinh vừa mới đi một vòng kiểm tra thực tế thì thấy là mảnh đất có hai mặt tiền đường hiện hữu. Thứ nhất là mặt tiền đường mà Vinh đang đứng ở đây, đường có tên gọi là Lý Thái Tông, có lộ giới lòng đường và mương thoát nước hai bên tổng cộng là 7m, đường trải nhựa chịu lực 10 tấn. Trong khu vực này thì dân cư đã hiện hữu và ở cực kỳ đông rồi. Còn cái đường nằm ở phía sau lưng của đất là đường nội bộ khu dân cư, là đường trải nhựa với lộ giới 3m. Rồi, tại khu vực này thì mọi người có thể thấy là đã có sẵn đường điện 3 pha rồi. Cho nên là mình rất là yên tâm, cho dù là anh chị mua để ở, mua để đầu tư kinh doanh, khai thác mặt bằng hay là xây dựng nhà hàng hay là làm kho xưởng đi chăng nữa, thì điện 3 pha hiện hữu có sẵn là một trong những cái lợi thế rất là lớn và tiết kiệm cho mình được khá chi phí. Rồi, mời mọi người đi theo Vinh nhé. Trong khu vực này thì ban nãy Vinh kiểm tra thì có rất là nhiều những cái quán ăn nhà hàng, quán ăn gia đình, rồi quán nhậu miệt vườn. Thì có lẽ là vì một cái vị trí rất là thuận tiện khi mà dễ dàng kết nối ra tuyến đường Phạm Văn Đồng, chỉ mất có 200m thôi. Cho nên là khu vực này được rất là nhiều những anh chị mà hay mà khai thác kinh doanh về mặt nhà hàng, quán ăn thì người ta lựa chọn nhiều. Khi mà mình xuống thì mình cảm giác là rất là thích cái con đường này, vì dân cư thì đã hiện hữu rất là đông rồi. Từ đây thì mình rất là gần để mình kết nối vào trung tâm. Đây anh chị có thể thấy đây, đường thì rất là to ha. Ở đây xe tải người ta đậu xe thoải mái, có chỗ quay đầu rồi đàng hoàng hết. Và ngay trước mặt của mình là ngay khu chùa Bửu Thiền, là một trong những ngôi chùa khá nổi tiếng ở thị trấn Long Thành. Tại đây thì khi mà Vinh nhận ký gửi do một anh chủ đất bay từ ngoài Nghệ An vào, thì khi mà mình nhìn vị trí mình đã rất là ưng ý, và khi mà mình đi xem thực tế thì mình còn thích hơn nữa. Và đặc biệt nhất là cái mức giá bán mà hiện tại đang vô cùng hợp lý, 25 triệu đồng một mét vuông. Nếu như cô chú anh chị mình là dân ở Long Thành hoặc là người ở khu vực khác mà đến ngay thị trấn Long Thành mà hỏi đất, thì đa phần hiện tại với cái dạng đất nền 100m2 ở thị trấn Long Thành đang ở ngưỡng từ 35 đến 40 triệu một mét vuông, nếu mà đường rộng rãi xe ô tô tới đất nhé. Còn đối với dạng đất dự án, ví dụ như mình đang có là dự án ID Junction, là làm dự án 1/500 cặp sát cao tốc, thì hiện tại đang có mức giá bán từ 55 đến 60 triệu đồng một mét vuông rồi mà chưa có triển khai gì cả. Còn cái mảnh này thì 25 triệu đồng một mét vuông thì Vinh thấy khá là hợp lý. Mảnh đất thì có tổng diện tích là 602m2 và có sẵn 100m2 đất thổ cư. Tại đây thì quy hoạch là đất ODT ở đô thị, và mọi người có thể lên full được thổ cư, lên bao nhiêu tùy thích nhé. Khu vực này thì tất cả những cái tuyến đường, bao gồm là đường chính như đường Lý Thái Tông này hoặc là đường hẻm, nó đều thông thoáng với nhau hết và đều cùng kết nối dễ dàng ra khu vực chợ mới Long Thành. Từ đây thì nếu mà mình ra chợ mới Long Thành là khu kinh doanh dịch vụ sầm uất nhất tại thị trấn thì chỉ có 600m thôi. Còn mà mình ra đường cái đường Phạm Văn Đồng thì chỉ có 200m thôi. Rất là thuận tiện ha mọi người ha. Rồi, mời qua đây. Đứng sát sát. Đây mọi người có thể thấy là xe tải người ta ra vào khu vực này rất là đông, vì trong đây thì có một số những cái kho xưởng. Và đường xá nó cũng khá là thuận tiện, rộng rãi, có bãi đậu ô tô luôn. Cho nên là xe hơi, xe tỏi ra vào rất là thoải mái. Ở bên phía bên sau này, phía bên sau này thì đường vừa mới trải nhựa, đường rất là thông thoáng ha. Khu vực này thì dân cư đã ở san sát nhau rất là sầm uất. Thì một tí nữa Vinh sẽ chia sẻ thêm những cái hình ảnh, những cái thước phim từ flycam, thì mọi người sẽ hình dung một cách nó dễ dàng hơn và cụ thể hơn. Khi mà Vinh đi thực tế cái mảnh đất này thì mình đang có cảm tưởng là mình đang không ở Long Thành. Bởi vì một thời gian trước thì Vinh hay mua bán cái dạng đất xào, đất nông nghiệp ở xung quanh các xã, xung quanh thị trấn. Và khi mà mình đi thực tế thì dân cư nó không có được đông đúc san sát như thế này, và hiện trạng đôi khi nó cũng không được đẹp như thế này nữa. Nên là hôm nay mình đang có cảm giác mình được trở về Sài Gòn vậy mọi người. Nếu như cô chú anh chị nào mà mình quan tâm, yêu thích mảnh đất này, muốn tìm hiểu thông tin cụ thể hơn, muốn đi xem mảnh đất thực tế xem nó như thế nào,
thì có thể liên hệ cho Vinh qua số điện thoại là 0908 200 125. Vinh có sử dụng Facebook, Zalo số đó nên cô chú anh chị mình cứ kết nối nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và subscribe nhé. Bye bye.